hôm qua là đi không được hả? Coi chân vô, coi chân vô, coi chân vô, đừng có gạt chân bản. Hai tuần nha. Rồi ngồi xuống đi. Tức là tuần này là tuần thứ hai rồi hả? Rồi từng đầu vô là phải kè. Thì rồi diêm á thì không làm được. Bị cái gì, bị cái gì, diêm gì? Đang thầy đang trị tuần rồi á thầy, cái diêm cái thầy nó hồi không trị ngưng lại. Rồi cái đầu gối sao rồi? Nhưng mà về có chồm đá rồi tích cực như tôi nói không? Luôn. Tích cực luôn. Hồi nãy có vuốt cái đầu gối không? Có làm được gói không? Hồi nãy làm rồi phải không? Mà ngồi xuống đứng dậy khó phải không? Dạ, đau, đau như là khớp này, đau háng, đau khớp háng rồi đau. Khớp hết rồi bị khớp rồi. À rồi thuốc uống sao rồi? Thuốc uống sao rồi? Không uống thuốc nữa. Thuốc mà thuốc tây á. Có thuốc rượu á? Rượu. Có uống thuốc rượu phải không? Dạ. Uống vô thấy nó dễ chịu phải không? Nhưng mà có nóng không mà sao nó lỡ họng quá thầy, lỡ không. Ủa nó pha nước. Dạ. Pha nước đừng có, đừng có nhậu không. Dạ. Pha nước. Pha nước tại vì nhưng mà em pha nước ấm á, uống thì nó nhẹ bớt không sao. Dạ. Vì tại vì mình uống có rượu á, không quen nó vậy. Cái trường đá cổ nó nóng nó đào thải độc tố theo nó nó cổ. Đó không sao, ok. Thì so với ban đầu vô đây là phải có người nhiều, còn bây giờ là bắt đầu đi tự đi được khá rồi. Tại ở nhà thì cũng đi vòng vòng trong nhà cũng được rồi, nhưng mà đi vệ sinh thì mình ngồi lên đứng xuống không có được, khó đó. Rồi khi mình lên đây đi 2 tiếng đồng hồ thầy thì xa quá, mình ngồi như rút cái giò lại đó. Thì xuống đi nó khó vậy thôi, chứ lên đây thì đi cũng được. Cái mà về tôi dặn rồi đó, tức là thứ nhất á là em cái dầu mà tôi kêu lấy. Dạ, đó có. Thì phải đừng một ngày phải 2-3 lần nha em, cứ lúc nào mà tác động thì là tác động, còn không là ngồi cứ tha rồi bóp vô đó, vậy cái này nó chống viêm rất mạnh. Và mấy cái đau đớn đau nhức á là đừng uống thuốc, cứ nghe là tôi đi lấy cái tinh dầu này chà vô rồi bóp để nó sẽ mau, rất là mau hết nha. Đừng có quên gì đó. Rồi nằm xuống đi, nằm đây thầy. Rồi thẳng ra rồi, được rồi. Thả lỏng con, cô cứ thả lỏng. Thả lỏng. À, mềm mềm đó vậy đó. Cô này cô bị viêm đa khớp dạng thấp à. Rồi để lưng à, con làm đi à, quay qua đây, quay qua đây. Cứng đau cứng, đừng xích qua đây, đừng có sợ té. Nó dịnh như rồi. Rồi. Cái chân còn đau, cái đầu gối còn đau. Thẻ lắm luôn. Thẻ lắm. Cái đầu gối còn đau. Đó, tốt rồi. Mọi người nhớ nhấn cái người, mình đưa cái người nặng mình xuống. Rồi mình bực một cái là nó ok liền. Níu áo. Rồi tốt. Rồi quay đầu lên đi. Đỡ vậy. Rồi quay đầu qua cho cái nằm cái gối chứ. Đó, cái này là cái món ngon nhất nè. Rồi có thoải mái con. Rồi xích xuống. Rồi
Đấy, món là món ngon nhất là món này nè, ngũ bội tâm tinh. Đây làm nhẹ nhàng thôi, không có gì. Bớt nóng rồi. Chịu khó là em chùm đá lạnh trước, rồi em chùm đá nóng sau. Quay được rồi đó. Tỉnh gì, tỉnh gì vui mà. Hôm nay tôi bấm bật cười mà. Cái ngũ bội tâm tinh nó giúp cho hai cái chân mạnh lên lắm. Mà cái chị này á là chỉ ban đầu vô là phải dìu vô đi không nổi, nhưng mà phải nói là ở nhà cũng là rất là làm cũng rất là cẩn thận, phải không? Cho nên là đỡ. Rồi nhìn thấy gõ. Gõ đâu gõ, phải không? Đạp mạnh vô đây nè. Đạp. Ôi da. Hít hơi sâu không? Rồi ngồi dậy đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi đỡ đỡ cái gì. Rồi ngồi xếp lại. Rồi có ăn tiếp tục 16 tháng không? Cô có thể về tập ăn thôi. Cố gắng nha. Giữ bây giờ muốn mà khỏe thì phải ăn uống phải điều chỉnh lại. Rồi hút không khí đầy đủ không? Thế mà đau mọi người nhớ nha, mỗi lần mình đau nhiều chừng nào thì mình hốt nhiều chừng đấy, thì hốt vô nó hết đau. Rồi sao rồi, nghe sao rồi? Đi cử động thử coi. Rồi cử động nghe được chưa? Đấy. Nó nhẹ vậy. Nghe nhẹ. Rồi bây giờ tụi em xích quanh chút xíu cho bà chạy. Rồi đây đây cái này gối gối đầu xích này gọn gọn vô, gọn vô, gọn đầu vô. Để cho bà đi. Đó rồi. Tụi em xích xích vô chút xíu, đừng có gạt giò mấy. Đó. Đấy. Quá trời. Đó. Đó, tốt quá. Đó. Rồi, dở giò đó. Ừ, đó. Ngồi đây. Không dở đâu được, nó ngắt rồi thầy. Hôm nay cứ ngắt bây giờ là thấy nhẹ nhẹ không? Nhờ ngũ bội tâm tinh. Rồi. Em ngồi đây đi, em ngồi đây phát biểu ý kiến. Tức là con trai hả? Dạ. Rồi, tức là lúc đầu vô đây sao, bây giờ sao? Lúc đầu vô thì mẹ đi, mẹ dở cái giò vô lên không được, mẹ dở lên được. À, dở cái giò lên không được ha. Thì bây giờ vậy nè, là nhớ hôm tôi nói làm rượu ớt có làm chưa? Dạ, đang làm. Làm nha. Dạ. Thì phải uống thêm rượu ớt, tại vì mình điều trị á, là bản thân á, là thấy là cái ích lợi ở đây, tại sao mà biểu vô đây học là vậy á. Là về em săn sóc hàng ngày làm gì có chỗ nào mà người ta săn sóc được vậy, thấy chưa? Thì khi em săn sóc được tốt như vậy rồi á, thì mẹ em sẽ khỏe lên. Nha. Rồi bây giờ em muốn rượu ớt nữa, vài bữa mẹ em sẽ đi đứng ngon lành đàng hoàng hết. Nha. Rồi còn rượu thuốc là phải uống đều đặn nha. Rồi, ok. Rồi, xin cảm ơn. Rồi.